Chào mừng các em học sinh khối lớp 7 đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu tiết 4, bài 4, thực hành, phân tích lục đồ dân số và tháp tuổi. Bài 4 gồm 3 bài tập. Bài tập 1, phân tích lục đồ mật độ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000. Đây là bài tập được giảm tải nên các em không phải làm. Bài tập 2, phân tích lược đồ tháp tuổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 đến năm 1999. Bài tập 3, phân tích lược đồ phân bố dân cư châu Á. Bài tập 1, sách giáo khoa trang 13, phân tích lược đồ mật độ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000. Bài này được giảm tải nên các em không phải làm. Trước khi chúng ta đi vào bài tập 2, cô sẽ nhắc lại một chút về nội dung kiến thức của bài 1. Cô sẽ nhắc lại cho các em về tháp tuổi. Tháp tuổi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là đáy tháp, được ký hiệu bằng màu xanh lá cây. Từ 0 đến 14 tuổi là số người dưới độ tuổi lao động. Phần thứ hai là thân tháp, được ký hiệu bằng màu xanh dương. Từ 15 đến 59 tuổi là số người trong độ tuổi lao động. Phần thứ ba là đỉnh tháp, được ký hiệu bằng màu cam. Từ 60 đến 100 tuổi là số người trên độ tuổi lao động. Và tháp tuổi được chia làm 3 dạng. Tháp tuổi có kết cấu dân số trẻ, tháp tuổi có kết cấu dân số già và tháp tuổi có kết cấu dân số ổn định. Ở đây thì cô có 3 cái tháp tuổi cơ bản. Như vậy thì đặc điểm để mình nhận dạng và mình phân biệt những cái tháp tuổi này là gì? Tháp tuổi có kết cấu dân số trẻ, có hình tam giác, đáy mở rộng, đỉnh nhọn. Như là ở tháp tuổi thứ nhất, các em thấy thì phần đáy của nó rộng và càng đi về phía đỉnh thì nó càng hẹp và càng nhọn lại. Tháp tuổi có kết cấu dân số già, cũng có hình tam giác nhưng đáy bị thu hẹp, đỉnh tháp không nhọn. Đây là đặc điểm của tháp số 2. Tháp tuổi có kết cấu dân số ổn định, hai cạnh bên gần thẳng đứng và có hình ngôi tháp. Đây là đặc điểm của tháp tuổi số 3. Các em sẽ làm bài tập 2, sách giáo khoa trang 13. Phân tích lược đồ tháp tuổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 đến năm 1999. Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999 cho biết sau 10 năm. Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi? Nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ, nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ? Kim sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? Ở đây cô có một cái bảng về đặc điểm ở phần đáy tháp, thân tháp và nhận xét về tháp tuổi hình 4.2 năm 1989 và tháp tuổi hình 4.3 năm 1999. Các em sẽ quan sát vào hai tháp tuổi này và hoàn thành vào trong bảng dưới đây. Ở phần đáy tháp của năm 1989 thì so với năm 1999 thì phần đáy của nó mở rộng và trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi thì số nam là 5% và số nữ là 4,8%. Sau 10 năm đến năm 1999 thì các em thấy phần đáy của nó có bị thu hẹp lại và có xu hướng giảm. Trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi thì số nam là 3,8% và số nữ là 3,5%. Tiếp theo là phần thân tháp của năm 1989. Phần thân tháp thì nó thon dần về phía đỉnh và lớp tuổi đông dân nhất là từ 15 đến 19 tuổi. Sau 10 năm đến năm 1999 thì các em thấy là phần thân của nó mở rộng hơn, có xu hướng tăng. Lớp tuổi đông nhất là từ 20 đến 24 tuổi,
và từ 25 đến 29 tuổi. Như vậy thì các em nhận xét năm 1989 thì số người dưới độ tuổi lao động nhiều. Như vậy thì ở tháp năm 1989 là tháp dân số trẻ. Và sau 10 năm đến năm 1999 thì tháp tuổi có sự thay đổi. Số người trong độ tuổi lao động nhiều. Như vậy thì sau 10 năm thì tháp năm 1999 là tháp dân số già. Như vậy thì sự thay đổi trên nói lên điều gì về tình hình dân số của thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm? Sau 10 năm, từ năm 1989 đến năm 1999, dân số của thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng già đi. Các em tiếp tục quan sát vào hai tháp tuổi và cho biết sau 10 năm, nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ? Sau 10 năm, nhóm trong độ tuổi lao động tăng về tỷ lệ? Sau 10 năm, nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ? Sau 10 năm, nhóm dưới độ tuổi lao động giảm về tỷ lệ? Như vậy, ở bài tập 2, chúng ta có những nhận xét như sau. Sau 10 năm, từ 1989 đến 1999, tình hình dân số ở thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng già đi. Nhóm trong độ tuổi lao động tăng về tỷ lệ, nhóm dưới độ tuổi lao động giảm về tỷ lệ. Và đây là nội dung ghi bài của các em của bài tập 2. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi của mình. Các em sẽ đi vào bài tập 3 ở sách giáo khoa trang 14, phân tích lược đồ phân bố dân cư châu Á. Cô sẽ nhắc lại về trình tự khi các em đọc lược đồ. Đầu tiên là các em sẽ đọc tên lược đồ. Ở đây là lược đồ hình 4.4, lược đồ phân bố dân cư châu Á. Tiếp theo là các em sẽ đọc bản chú thích, xem bản chú thích có mấy ký hiệu và ý nghĩa của từng ký hiệu là gì. Trong lược đồ hình 4.4 thì bản chú thích gồm có 3 ký hiệu. Chấm tròn màu đỏ lớn nhất là đô thị trên 8 triệu dân. Chấm tròn màu đỏ vừa đô thị từ 5 đến 8 triệu dân. Và chấm màu đỏ nhỏ nhất là mỗi chấm tương ứng với 500.000 người. Các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 4.4 trong sách giáo khoa trang 14 là lược đồ phân bố dân cư châu Á và trả lời một số câu hỏi sau. Câu 1. Tìm trên lược đồ có những nơi tập trung các chấm đỏ dày đặc 500.000 người. Đặc điểm này nói lên điều gì về mật độ dân số? Các em sẽ thấy được trên lược đồ có những nơi mà các cái chấm đỏ nó tập trung dày đặc. Như vậy thì điều này cho thấy là những cái khu vực đó có mật độ dân số cao. Câu 2. Những khu vực tập trung mật độ dân số cao đó được phân bố ở đâu? Các em sẽ tìm trên lược đồ những cái khu vực có mật độ dân số cao. Và đó là những khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á. Câu 3. Tìm trên lược đồ vị trí các khu vực có chấm tròn vừa và lớn. Các đô thị vừa và lớn tập trung phân bố ở đâu? Các đô thị vừa và lớn ở châu Á thường phân bố ở ven biển, đồng bằng hoặc tập trung ở hạ lưu các sông lớn, nơi có điều kiện sinh sống, giao thông thuận tiện và có khí hậu ấm áp. Những nơi ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có khí hậu khô hạn hoặc lạnh giá, cuộc sống và đi lại khó khăn sẽ là những nơi có dân cư thưa thớt. Ở bài tập 3, chúng ta sẽ có những nhận xét như sau. Những khu vực tập trung đông dân là Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ven biển, đồng bằng hoặc tập trung ở hạ lưu các sông lớn, nơi có điều kiện sinh sống, giao thông thuận tiện và có khí hậu ấm áp. Đây là nội dung của bài tập 3. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi.
Và đây là toàn bộ nội dung của bài 4, thực hành phân tích lượt đồ dân số và tháp tuổi. Cô có hai nội dung cần dặn dò các em, là các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và xem trước bài 5, đới nóng, môi trường xích đạo ẩm.